Bài học từ cái tát của kẻ ăn mày, để thấy chớ nên cho cái gì miễn phí quá lâu. Vì ta quá vô tư nên không nhận ra, không nên cho cái gì miễn phí quá lâu, cho đến khi nhận về hậu quả đáng buồn do nhân xấu mà chính mình gây ra lúc nào không hay. Bài học cuộc sống từ kẻ ăn mày. Tiểu vương nổi tiếng là người giàu có, hào phóng trong vùng. Một ngày nọ, có một người ăn mày đến nhà ông xin ăn. Thương tình, tiểu vương bèn lấy ra trong túi của mình ra, đưa cho ông ta 10 đồng. Ngày hôm sau, người ăn xin đi xin một vòng quanh vùng, nhưng không quên đến nhà tiểu vương, vì tin chắc ông lại hào phóng cho tiền. Quả đúng như dự đoán, lần này lại đến và ông lại được cho 10 đồng như lần trước. Kể từ đó, dường như đến nhà tiểu vương xin tiền trở thành thói quen của kẻ ăn xin, và sự việc đấy tiếp diễn như vậy trong 2 năm liền. Thế nhưng đến một ngày, mọi thứ đã thay đổi khi người ăn xin đến nhà tiểu vương chỉ cho ông ta 5 đồng thay vì 10 đồng như trước kia. Người ăn xin tức giận hỏi lại, sao trước kia ngài cho tôi 10 đồng, giờ ngay lại chỉ cho tôi 5 đồng. Tiểu vương đáp lại, ta đã kết hôn, con phải lo toan nhiều thứ, không thể cho ông như trước. Người ăn mày giận dữ quát tiểu vương một cái, rồi lại một cái nữa. Sau đó ông ta thốt lên, chết tiệt, sao ngươi lại cầm tiền của ta để đi nuôi lão bà nhà ngươi. Bài học từ chuyện tiểu vương cho đi thường xuyên miễn phí 10 đồng của mình trong suốt thời gian 2 năm. Nên người ăn xin tưởng như rằng đó là việc đương nhiên mình được nhận. Vì thế khi không được nhận như cũ, cái này tức giận và còn phản ứng dữ dội. Chính cái tát là hành động cảnh tỉnh cho người đời. Có thể thấy, không nên cung cấp thứ gì miễn phí quá lâu, vì nó sẽ hình thành một thói quen, đến cuối cùng nó sẽ phản tác dụng. Không phải ai cũng xứng đáng với lòng tốt của bạn, quá hào phóng sẽ gây hại. Câu chuyện có vẻ hài hước nhưng lại để lại giá trị nhân văn sâu sắc trong lòng chúng ta, khiến ai cũng phải suy ngẫm. Sẽ có người nhận ra rằng bao lâu nay dùng tiền của mình để chăm sóc người thân, hỗ trợ họ, thậm chí có lúc còn quên dùng số tiền đó để chăm lo cho mình, nhưng cuối cùng lại không được trả ơn mà còn mắc oán. Nhiều người chỉ mãi là kẻ nhận về, nên họ không trân trọng đồng tiền, công sức của người khác giúp đỡ họ. Họ xem như việc mình được nhận là đương nhiên, nên chỉ ngồi đó đợi. Ví dụ điển hình nhất là anh chị em trong nhà. Họ thường có xu hướng bấu víu vào người làm ăn giỏi nhất trong nhà để xin, vay không trả, hết lần này đến lần khác, mà không tự tìm cách để đứng trên đôi chân của mình. Phụ thuộc quá lâu nên cứ thấy khó là hỏi xin. Họ cũng chẳng quan tâm người bị hỏi có khó khăn gì không, chỉ suy nghĩ người ta giàu mà, tiếc gì mấy đồng cho mình. Vậy đấy, khi ta quá tốt cho đi miễn phí nhiều quá, có thể nói không hẳn là ta đang làm điều tốt mà còn gây hại cho người được nhận. Thực tế thì ai cũng phải đối mặt với khó khăn để từ đó trưởng thành, nhưng nếu ta liên tục giúp họ sẽ khiến điều đó trở thành tiền lệ xấu, tước đi sức mạnh bên trong của họ. Điều này không khác gì một hình ảnh chú chim nhỏ cần tự đục cái vỏ của mình để bước ra. Thế nhưng nếu chúng ta không biết và vô tình giúp nó đập vỡ cái vỏ quá sớm thì chúng sẽ chết vì quá non yếu. Có thể họ không phải không có năng lực, vì ta dễ dàng đưa tay ra giúp nên đã làm thui chột đi khả năng thực sự của họ mà thôi. Lương thiện đến độ ngu ngốc, chỉ cần người khác yêu cầu giúp đỡ là sẵn sàng đáp ứng, không cần lý do. Ai muốn gì cũng cho, ai nói gì cũng tin, thì về lâu về dài sẽ tự làm tổn thương chính mình. Thế mới thấy quá tốt, quá hào phóng không phải là tốt, vì điều đó dung dưỡng cả tội lỗi của chính mình và cả người được giúp không chừng. Vì thế ngay cả giúp người, bố thí người khác cũng cần phải có trí tuệ soi sáng, chứ không phải thích gì làm nấy. Cho đi vô tư cũng phải có nguyên tắc.
nói tác hại của việc quá tốt, quá hào phóng không có nghĩa là ta ngừng lương thiện, chỉ là cảnh báo chúng ta khi cho đi vô tư cũng cần phải có nguyên tắc. Không nên cho cái gì là miễn phí quá lâu, cần phải có giới hạn cho việc đó, nếu không sẽ có đối tượng trở nên quá phụ thuộc chúng ta. Theo tiền bạc, của cải chỉ là vật ngoài thân, nhưng không phải tự dưng mà có. Để có được ngày hôm nay, bạn đã phải đánh đổi sức khỏe, mồ hôi nước mắt của mình. Các hành động hào phóng của bạn là một món quà, và việc tặng quà thì không phải nhận được yêu cầu mới thực hiện. Hào phóng cần phải được thoải mái, đó là một hành động xuất phát từ trái tim hào phóng và bản thân được tự do trong đạo đức khi làm điều đó. Bạn có thể tử tế khi giúp đỡ người khác, nhưng hãy giúp đỡ họ trong khả năng của mình. Đừng vì mấy lời khen, nịnh bợ mà quên mất đi bản thân mình. Bạn cũng cần sống, cần tiếp tục cuộc đời của mình cho người khác tất thảy, rồi khi ấy, bạn lấy gì cho chính mình? Làm người có hào phóng cũng phải có nguyên tắc. Đối với những kẻ khiến bạn vi phạm nguyên tắc của bản thân, thì hãy dám nói chữ không khi cần. Ai chê bạn ích kỷ ư, kệ họ. Cuộc sống trên đời, lòng tốt là cần thiết, nhưng có thể gây hậu quả xấu nếu lương thiện lại mắc cầu cho sự ích kỷ và tham lam. Vì quá vô tư thì chỉ hại mình, hại người. Hãy biết tính toán cho chính mình cũng như lợi ích của người khác, và đừng ngại nói ra những nguyên tắc của mình, vì bạn chẳng thể giúp họ mãi, cũng chẳng thể giúp được tất cả mọi người. Có những việc nên thẳng thắn yêu cầu họ tự làm, tự lực, nói ra cả vấn đề của mình đang gặp, để họ biết rằng cuộc sống của bạn không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có những lúc, dù cắn rứt lương tâm, nhưng càng cần phải quyết liệt, nếu không càng giúp, tình hình lại càng tệ hại hơn. 20 danh ngôn bất hủ về cho và nhận. 1. Hạnh phúc thay, những người có thể không cần nhớ khi cho và không thể quên khi nhận. 2. Chúng ta tồn tại nhờ những gì chúng ta nhận, nhưng chúng ta sống nhờ những gì chúng ta cho đi. 3. Đôi khi những điều bạn làm nho nhỏ có thể thay đổi cả cuộc đời của người khác. 4. Cũng có lúc chấp nhận rằng điều tốt nhất ta có thể làm cho một người nào đó là không làm gì cả. 5. Cứ mỗi lần cười với ai đó là bạn đã thể hiện tình yêu, trao một món quà hoặc một điều đẹp đẽ với người ấy. Hãy gặp nhau và bắt đầu những nụ cười, đó là khởi nguồn của yêu thương. 6. Hào phóng có nghĩa là bạn cho đi nhiều hơn có thể, kiêu hãnh là nhận ít hơn những gì bạn cần. 7. Món quà lớn nhất để ta có thể tặng ai đó là ở bên họ, vì khi trao tặng thời gian của ta, đó là một phần của cuộc đời, điều mà ta không bao giờ có thể nhận lại. 8. Tôi học cách để cho đi không phải là vì tôi có quá nhiều, chẳng qua tôi đã biết ý nghĩa và cảm giác của việc cho đi. 9. Những điều ta làm cho chính mình rồi cũng đai khi theo ta dụng. Còn những thứ ta làm cho người khác sẽ để lại dấu ấn trên thế gian. 10. Hãy cho đi đến khi ta không thể. Cái ngày mà ta dừng cho đi cũng là ngày ta dừng lại. Nói cách khác, cho đi càng nhiều ta càng sống lâu. 11. Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường. 12. Với thế giới bạn chỉ là một hạt cát nhỏ, nhưng với một người nào đó, bạn là cả thế giới của họ. 13. Đôi khi trong cuộc sống có những điểm mà tất cả mọi thứ dường như chống lại bạn, đến nỗi bạn có cảm tưởng mình không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa. Nhưng hãy cố đừng buông xuôi và bỏ cuộc, vì sớm muộn thì mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi. 14. Người ta có thể quên đi điều bạn nói, nhưng những gì bạn để lại trong lòng họ thì không bao giờ nhạt phai. 15. Trong khi đau khổ, người ta nhận ra bạn bè. 16. Con người trở nên cô đơn vì trong cuộc đời, thay vì xây dựng những chiếc cầu, người ta lại xây dựng những bức tường. 17. Niềm tin vào chính mình có sức mạnh xua tan bất kỳ sự hoài nghi nào của người khác. 18.
Bạn hiểu rằng một người yêu thương bạn thật sự là khi họ không ở bên cạnh bạn, nhưng bạn vẫn cảm thấy được tình yêu và sự quan tâm ấy. 19. Đừng đau khổ vì những gì mình không có. Hãy biết vui với những gì mình đang có ở trong tay. 20. Bạn có thể không phải là người giỏi nhất, nhưng cách cư xử và hành động của bạn sẽ quyết định bạn là người như thế nào trong mắt mọi người. Với niềm tin, bạn có thể thấy được những thứ vô hình.